Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 404 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Nghỉ Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Trước tiên thì chúng ta sẽ lượn qua một vòng cái nội dung của tập trước. Đó chính là sau khi mà Vương Lâm siêu hồn của lão già khô gầy thì biết được thêm một số cái bí mật của viễn cổ tiên vực hồi xa xưa, và biết được là hồi xưa là người điên ấy có một thân phận là cực cao ở Tiên Cương Đại Lục. Sau khi mà siêu hồn xong lão già khô gầy thì Vương Lâm tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì hắn phát hiện ra bốn luồng khí tức ở trong bốn pho tượng cổ thần. Và khi mà Vương Lâm đến gần thì tiếp đón Vương Lâm đầu tiên chính là Bạch Hổ. Nói chung là Bạch Hổ thì cũng vì là do đang bị thương và cái quá trình chữa thương ấy thì vẫn chưa được hoàn toàn hồi phục. Chính vì vậy mà cái khả năng chiến đấu của Bạch Hổ vẫn chưa được cao. Nhưng mà vì là lòng tự tôn của tứ đại chiến tướng hồi xưa nên là Bạch Hổ vẫn quyết tâm đánh với cả Vương Lâm. Không biết là Vương Lâm liệu có giết chết Bạch Hổ hay không, và hắn sẽ tiếp tục đấu với cả ba người còn lại hay không, thì mời các bạn hãy tiếp tục nghe tập truyện 404 của bộ truyện Tiên Nghịch ngay sau đây. Các bạn thì nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi là nghe truyện, cũng như là mình nhắc lại là đăng ký kênh Phi Tùng để cho mình đủ điều kiện, cũng như là đăng ký kênh Diệp Tâm Audio, mình ghi ở dưới, đó là kênh mới chuyên về chuyện cổ trang. Chuyện cổ trang này thì mình sẽ kênh chuyện cổ trang này thì mình sẽ cố gắng là chọn lọc những cái bộ truyện nào mà vừa ngắn mà nội dung thì hay. Tại vì theo mình được biết ý, thì chuyện cổ trang có rất nhiều bộ chuyên về nội dung rất hay, từ ma quỷ rồi này nọ, rồi chứ đánh nhau chỉ là một phần thôi, còn quan trọng là đã là chuyện cổ trang thì nó chuyên về nội dung là chính. Chính vì vậy thì nội dung của nó rất là đặc sắc, nó không kéo dài lê thê như là chuyện tiên hiệp, mà là sẽ đi vào những cái nội dung nhỏ rất là hay. Nên là các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà không bỏ lỡ được những bộ truyện cổ trang tuyệt vời. Rồi, ok. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tập 404 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tiên Nghịch. Và lúc này đây, ánh mắt của Bạch Hổ lão giả lộ ra hàn quang. Tư thái của Vương Lâm làm choán cực kỳ khó chịu. Lão đang trong thời điểm chữa thương mấu chốt, mà cũng bởi vì công pháp chữa thương không muốn để lại bất cứ tai họa ngầm nào, nên lúc này tu vi chỉ phát được ở trình độ không huyền sơ kỳ. Hắn vốn tưởng rằng tu vi như vậy là đủ giết chết đối phương. Chỗ này là đọc lại cái tập hôm qua. Thôi để mình xem tí đã. Đây là tập hôm qua rồi. Chờ mình một chút. Rồi ok, chúng ta vào tập mới. Và lúc này thì Hổ Linh cúi đầu hướng về phía Vương Lâm vái một cái, thân thể nhoáng lên trực tiếp nhảy vào trong vòng xoáy bên dưới Vương Lâm, dung hợp với cả nó. Dòng xoáy nọ lập tức tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành đầu Bạch Hổ khổng lồ. Bạch Hổ rên rỉ, thân thể lùi lại phía sau, tránh khỏi phía dưới của Vương Lâm. Ở phía xa xa trên bầu trời quay lại liếc nhìn Vương Lâm một cái, căn bản không để tới lão già tóc bạc kia nữa, thân thể run lên, lại một lần nữa hóa thành Bạch Hổ vô tận, tỏa ra chiếu rọi thiên địa, tiêu tán ở bên trong viễn cổ tiên vực này. Chuyện này không thể xảy ra được. Sắc mặt lão già tóc bạc trắng bệch,
trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không thể tin nổi. Trong lúc mà thiên địa bị bạch quang do bạch hổ vừa tiêu tán bao phủ, lão già tóc bạc còn đang hoảng sợ thì bên trong bốn pho tượng lớn như là những ngọn núi, từ bên trong một dòng xoáy ở mi tâm của một pho tượng, một thân ảnh màu xanh bước ra. Hắn xuất hiện liền có một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên. Thanh ảnh này hóa thành một con thanh long khổng lồ, chiếm cả một khoảng thiên không. Cùng với lúc đó thì một lão già mặc thanh y bất ngờ từ bên trong con thanh long hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của hắn cực nhanh, còn nhanh hơn cả chớp giật nữa. Lại nắm chắc thời cơ, trong nháy mắt kim hạ bạch quang của bạch hổ tiêu tán đang chói mắt đã tới gần Vương Lâm. Lão già này giơ tay phải lên, ngón tay có vẻ thong dong nhưng lại mang theo một sát khí điểm thẳng về phía mi tâm của Vương Lâm. Một chỉ này đánh ra, thanh long khổng lồ phía sau gầm thét, thân thể nhoáng lên, dùng một tốc độ càng nhanh hơn đuổi theo lão già này, dung nhập vào bên trong một chỉ của hắn, đánh thẳng tới Vương Lâm. Từ xa nhìn lại thì cảnh tượng này trông vô cùng là kinh người. Ngón tay của lão già tràn ngập thanh quang, thanh long vô tận phía sau giống như là một vệt sáng dài vậy, dung nhập vào trong ngón tay, hoàn toàn trở thành một đường thẳng đánh tới mi tâm của Vương Lâm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt lão già đã chỉ còn cách Vương Lâm không tới 3 thước. Cùng với lúc đó, ở trong dòng xoáy trên một trong 4 pho tượng khác cũng có một lão già mặc hắc y bước ra. Lão già này vừa mới bước ra, trong mắt thì bầu trời liền tối sầm lại. Chỉ thấy một con huyền vũ khổng lồ dữ tợn hiện ra. Con huyền vũ này vừa mới xuất hiện liền cất tiếng gầm kinh thiên động địa. Không biết là con huyền vũ, con rùa thì tiếng hét của nó như thế nào. Lão già mặc hắc y này thì vừa xuất hiện, thân ảnh như điện, cũng từ một hướng khác mà lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ cực nhanh, rùa nhanh thế nhở, không hề phân biệt trước sau với cả lão già mặc thanh y kia, một quyền đánh thẳng lên người của Vương Lâm. Hư ảnh huyền vũ phía sau của lão già mặc hắc y vặn vẹo, dung hợp với lão, theo một quyền của lão già đánh tới. Phía trên nắm tay của lão lập tức hiện hóa ra vô số gai nhọn. Thanh long chiến tướng, huyền vũ chiến tướng, hai người này vào thời khắc này thì đồng thời ra tay, gần như đã sử dụng phương pháp đánh lén để tấn công Vương Lâm. Tứ đại chiến tướng đã phối hợp với nhau nhiều năm, trong lòng như có linh cảm. Trong nháy mắt khi mà hai người này ra tay, bạch hổ chiến tướng lau vết máu tươi ở trên khóe miệng, thân thể cũng nhoáng lên. Phía sau lão thì không ngờ còn có hư ảnh bạch hổ, nhưng mà trên cánh tay phải vẫn còn thanh khai thiên đao nữa. Lúc này tay hắn cầm đao, thân thể nhảy lên, trong tiếng gầm nhẹ liền hung hăng chém về phía Vương Lâm một nhát. Chỉ có một mình Chu Tước chiến tướng là vẫn chưa xuất hiện, giống như là cho rằng 3 người liên thủ tấn công đã đủ để giết chết Vương Lâm rồi. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong phút chốc khi mà thanh long chiến tướng tới gần thì hai mắt Vương Lâm lóe sáng, có một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bao trùm toàn thân của hắn. Nhưng mà bất đồng với những người khác thì dưới cảm giác nguy cơ này, Vương Lâm lại không hề bối rối. Tại vì sao? Cả đời hắn sống trong hung hiểm mà. Cảm giác nguy cơ này đối với hắn mà nói thì đã sớm trở thành thói quen. Thậm chí càng có cảm giác nguy cơ, hắn lại càng thêm tỉnh táo. Mà trong lòng của hắn thì đích xác không coi 3 tàn tiên đang chữa thương này vào đâu cả. Dù là 3 người đồng thời ra tay thì đã làm sao? Vương Lâm cất tiếng cười dài, giơ tay phải lên, vươn ngón trỏ ra trực tiếp điểm một chỉ về phía thanh long chiến tướng. Trong khi mà một chỉ này điểm ra thì đầu lâu của đạo cổ trên bầu trời liền vặn vẹo lao tới, dung hợp với cả một chỉ này của Vương Lâm. Cùng với lúc đó, ở trên mi tâm của Vương Lâm liền hiện ra tinh điểm của cổ thần. Mắt trái mắt phải có tinh điểm của cổ yêu cổ ma lóe sáng nữa, hóa thành lực lượng của tam tộc cổ, ầm ầm tràn vào trong ngón trỏ của hắn, hình thành địa thần thông cực mạnh do Vương Lâm tự nghĩ ra. Cổ tộc bất diệt chỉ. Một chỉ này thì phong ấn cả thất thải tiên đôn cũng có thể phá vỡ, làm sao lại sợ cái tên thanh long tàn tiên này cơ chứ. Một chỉ này đánh ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, sắc mặt thanh long chiến tướng không còn vẻ bình tĩnh nữa mà chợt biến đổi. Chỉ thấy một chỉ của Vương Lâm vào lúc này đã đụng phải một chỉ của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm kịch liệt liền lập tức vang lên. Tiếng động này khiến cho tâm thần rung chuyển,
Trong nháy mắt khi mà ngón tay của Song Phương đụng vào nhau, Thanh Long chiến tướng phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh Thanh Long dài vô tận phía sau run lên trực tiếp sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ của Thanh Long thì thân thể Thanh Long chiến tướng bịch 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 lùi lại phía sau. Cho tới khi mà lùi hơn 100 trượng thì hắn mới miễn cưỡng dừng lại được, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cổ tộc Bất Diệt Chỉ ẩn chứa một kích cực mạnh của đạo cổ. Nó không hoàn toàn sụp đổ mà trong lúc tan nát lại không ngừng khôi phục. Thanh Long cho dù có cường đại thì cũng chỉ có thể làm cho một chỉ này của Vương Lâm bị hủy diệt mấy trăm lần mà thôi, vẫn còn kém xa so với cả phong ấn của Tiên Tôn. Mấy trăm lần hủy diệt đó không thể làm sụp đổ Bất Diệt Chỉ của Vương Lâm. Và cuối cùng kẻ bại chỉ có thể là Thanh Long chiến tướng. Nhưng thân thể của Vương Lâm thì cũng không chịu nổi. Bất Diệt Chỉ ở đầu ngón tay, không phải là toàn thân. Nên là sau khi va chạm với cả Thanh Long chiến tướng thì khóe miệng của Vương Lâm cũng tràn ra máu tươi. Nhưng mà cái nỗi đau đớn này đã bị Vương Lâm mạnh mẽ áp chế. Hai mắt của hắn lộ ra sát khí. Sau khi đẩy lùi Thanh Long chiến tướng, liền xoay phát người lại. Giọt máu do tiên nhân Bất Diệt Thể biến thành ẩn trên mi tâm trong nháy mắt được hiện hóa ra, bộc phát ra kim quang khiến cho tứ đại chiến tướng phải sợ hãi. Kim quang này thì chói mắt cực kỳ, ẩn chứa huyết mạch lực cực kỳ là tinh thuần của tiên nhân. Lúc này Huyền Vũ chiến tướng đang lao tới đánh lén. Khoảng cách giữa hắn và Vương Lâm vào lúc này là gần nhất. Giờ phút này hoàn toàn đã bị kim quang bao phủ. Kim quang này quét qua khiến cho thân thể Huyền Vũ chiến tướng giống như hóa thành khí, trực tiếp tỏa ra vô số hắc khí. Những tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ điên cuồng từ trong kim quang truyền ra. Giọt máu của Vương Lâm trên mi tâm liền bay ra tới gần Huyền Vũ, trực tiếp ầm ầm xuyên thấu qua nắm tay của hắn. Nó xuyên thấu qua khiến cho hư ảnh của Huyền Vũ bên ngoài thân thể Huyền Vũ chiến tướng tan nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyền Vũ chiến tướng cũng phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Toàn thân thì tràn ngập hắc khí, nắm tay phải đầy máu thịt nát bấy lại. Trong lúc mà lùi lại, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Huyết mạch tiên nhân sao? Ngươi không ngờ được có cả huyết mạch của tiên nhân nữa. Cái chuyện này làm sao có khả năng được chứ? Huyết mạch này cực kỳ tinh thuần, đây là tiên nhân Bất Diệt Thể mà. Hắn lùi lại phía sau. Giọt máu màu vàng này lại bay trở lại, dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm. Một chỉ bước lùi Thanh Long, một giọt máu đánh tan Huyền Vũ. Nhưng mà nguy cơ lúc này chưa chấm dứt. Ở phía trên đầu Vương Lâm, Bạch Hổ chiến tướng đã bị thương, đang cầm khai thiên đao chém thẳng xuống. Ánh đao này chỉ chói mắt, mang theo tiếng gió rít thê lương, trong nháy mắt sẽ đánh tới. Vương Lâm ngẩng phát đầu, cố gắng nén khí huyết đang trào dâng, tay phải giơ lên hướng về phía khai thiên đao kia đánh ra một trường. Một trường này đánh ra một cơn lốc lửa chín màu hung hăng bốc lên. Phía sau ngọn lửa là sấm sét từ tám phương trong thiên địa cũng ầm ầm tràn tới. Ngọn lửa xuất hiện ở trong bàn tay của Vương Lâm liền hóa thành một trường ấn bằng lửa, đánh thẳng tới cây đao của Bạch Hổ chiến tướng. Sấm sét ngưng tụ lại, bất ngờ hóa thành một trường ấn tràn ngập tia chớp theo sát trường lửa kia. Vẫn còn chưa hết đâu. Tại vì phía sau trường ấn bằng sấm sét thì nhân quả bổn nguyên ngưng tụ ra, hóa thành một đám khí hỗn độn, hình thành trường ấn thứ ba. Sinh tử bổn nguyên xuất hiện, hai luồng khí hắc bạch lượn lờ trở thành trường ấn thứ tư. Cuối cùng là chân giả bổn nguyên hiện ra, hư ảo và thực chất cũng liên tục chuyển hóa, khiến cho trường ấn thứ năm lập tức cũng được ngưng tụ. À quên, chưa hết nữa. Tại vì cuối cùng là một luồng sát khí sát lục kinh người từ trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm mà bộc phát, hóa thành trường ấn thứ sáu. Trường ấn này thì tạo thành một chuỗi, từ xa nhìn lại thì trông như tàn ảnh vậy, trong tiếng gió gào đánh thẳng về phía khai thiên đao của Bạch Hổ chiến tướng. Ầm 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 vang dội khắp thiên địa, hình thành một cơn sóng âm kinh thiên động địa. Và trong tiếng động ầm vang này, thanh khai thiên đao trong tay Bạch Hổ chiến tướng chấn động mãnh liệt, trực tiếp tan nát. Sau khi nó vỡ tan thì sáu trường ấn kia liền đánh thẳng lên người của Bạch Hổ chiến tướng. Cho mày chết. Cho mày chết là mình nói thôi, không phải là Vương Lâm nói nha. Bạch Hổ chiến tướng kêu lên thảm thiết, toàn thân tràn ra rất nhiều sương mù màu máu. Cùng với đó là tiết lực tỏa ra, thân thể bị quấn về phía sau. Thanh Long và Huyền Vũ chiến tướng vội vàng bước tới, một trái một phải đỡ lấy Bạch Hổ chiến tướng đã bị trọng thương. Chờ
trợ giúp ta mở phong ấn chữa thương, phóng thích bổn nguyên. Ta muốn giết hắn. Thần sắc Bạch Hổ chiến tướng uể oải, sắc mặt trắng bệch nhưng hai mắt lại tràn ngập hung quang. Hắn đẩy Thanh Long và Huyền Vũ ở phía sau ra, mái tóc tán loạn điên cuồng mà gầm thét như vậy. Trong tiếng gầm này thì khí tức toàn thân hắn bạo tăng. Ở mi tâm ra liền có một ký hiệu kim quang lóe lên. Thanh Long, Huyền Vũ, giúp ta mở phong ấn. Nếu không phải ta muốn khôi phục tu vi, thì cái tứ tu sĩ thấp hèn này sao có thể bức lui ta được. Ta muốn giết hắn, hắn có tư cách gì mà bức lùi tiên nhân ta? Hắn chỉ là một con kiến hôi nơi hạ giới mà thôi. Thần sắc Vương Lâm thì như thường, như là bên trong cơ thể cũng có thương thế rồi. Ba người họ mà liên thủ tấn công khiến hắn, dù là hắn đi nữa thì cũng có là hơi không chịu nổi. Nếu không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn thì dưới một kích điên thủ đó không chết cũng bị trọng thương. Giờ phút này khi mà thấy Bạch Hổ điên cuồng như vậy, tay trái Vương Lâm giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức kim quang liền hiện lên chói mắt trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy trong kim quang tràn ngập này thì một cây cung cổ xưa liền hiện ra. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung. Vương Lâm kéo mạnh một cái, một tiếng vù vù vang lên. Dây cung nọ đã được Vương Lâm kéo căng hoàn toàn rồi. Một mũi tên cổ xưa từ từ biến ảo ra trên dây cung. Dây cung này thì vang lên tiếng vù vù trong thời gian ngắn khiến bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Bạch Hổ chiến tướng cũng không còn giống giận nữa, cũng không đòi mở phong ấn nữa, mà thân thể đứng ngây ra đó kinh ngạc nhìn cây cung trong tay Vương Lâm, sắc mặt đại biến, không thể che giấu nỗi hoảng sợ. Thanh Long chiến tướng ở phía sau cũng sửng sốt, thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có. Cung của Lý Quảng sao? Cũng sợ hãi như vậy còn có Huyền Vũ chiến tướng. Toàn thân hắc khí của hắn vừa mới bị ngăn chặn, lúc này sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng mà khi nhìn thấy cây cung này trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền biến thành trắng bệch. Vương Lâm tiền hữu, chớ nên tức giận. Xin hãy nể mặt lão phu mà cùng nói chuyện đi. Cho lúc mà yên tĩnh này thì một dòng xoáy tại mi tâm của pho tượng cuối cùng, một thân ảnh mặc hồng bào đi ra. Vẻ mặt hắn có hơi xấu hổ, hướng về phía Vương Lâm mà ôm quyền. Vương Lâm này thì cũng không muốn cùng với cả tứ đại chiến tướng này chiến đấu sinh tử. Hắn tới nơi này sau khi mà cảm nhận được khí tức của tứ đại chiến tướng này, không phải là để giết người, mà là muốn làm một vụ giao dịch. Nhưng việc đối phương gây hấn không chịu ra gặp hắn, vì thế vừa rồi hắn mới phải ra tay. Lúc này thì chu thức kia xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn chậm rãi hạ xuống, cung tên hóa thành một đám kim quang tiêu tan ở trong tay hắn. Mặc dù là cung tên này đã tiêu tán, nhưng nếu Vương Lâm muốn có thể trong nháy mắt lại biến hóa ra, không sợ tứ đại chiến tướng này một lần nữa đánh nén. Hướng về phía chu tước rốt cuộc cũng đã xuất hiện kia, Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại. Chu tước này là một lão già, bộ dáng cực kỳ giống với cả chu tước đời thứ nhất ở vùng đất Yên Lạc. Không cần phải chào hỏi nhiều lời, vạn bối là Vương Lâm, tham kiến chu tước đời thứ nhất. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thần sắc ung dung. Lão già chu tước mà hồng bào kia ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhìn Vương Lâm trầm mặc đứng ở nơi đó. Vương Mông muốn hỏi, thật sự là Vương Mộ đây có chuyện khó hiểu. Tiền bối và người ở vùng đất Điên Lạc kia có liên quan gì tới nhau không? Vương Lâm bình tĩnh nói. Ở vùng đất Điên Lạc đó là bổn tôn của lão phu. Trong trận đại chiến năm đó, trong tứ đại chiến tướng, chỉ có lão phu là lưu lại bổn tôn ở bên ngoài. Hôm nay ngươi đang nhìn thấy chính là phân thân của lão phu. Nhưng mà chuyện này đã quá lâu rồi, đã không còn sự khác nhau giữa bổn tôn và phân thân nữa. Ngươi đều có thể xem cả hai là ta, hoặc cũng có thể coi chúng ta là hai người khác nhau, đó là tùy ở ngươi. Sự thao túng của bổn tôn đối với ta gần như đã chẳng còn nữa. Chỉ có thể liên hệ với suy nghĩ của hắn, biết được tất cả mọi chuyện mà hắn gặp phải, nhưng không có cách nào thay đổi ý niệm và suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn rất mệt mỏi, hắn muốn trở về quê hương. Còn lão phu thì lại muốn đi tìm tiên tôn lão già. Chu tước lắc đầu thở dài.
Này, cái cung của Lý Quảng kia tại sao ở trong tay của ngươi? Đột nhiên thì lão già Bạch Hồ bên kia ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ rất là sâu, mở miệng hỏi: đây là chuyện riêng của Vương mẫu, ngươi không cần biết. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn Bạch Hồ một cái, rồi ánh mắt lại nhìn lên người của Chu Tước. Bạch Hồ chiến tướng kia mặt nghiệt ra như phỗng, nhưng mà không nói tiếp câu nào cả. Chuyện ở vùng đất Điên Lạc vạn bối không so đo nữa. Hôm nay tới đây là muốn cùng với cả Chu Tước tiền bối làm một vụ giao dịch. Vương Lâm nói không nhanh cũng không chậm, chậm rãi nói ra từng chữ. Viễn cổ tiên vực, hoặc cũng có thể nói đây là trung tâm của động phủ của Thất Thải Tiên Tôn. Nơi này còn có rất nhiều đệ tử của Thất Thải Tông trọng thương năm đó. Bọn họ là tiên nhân, là tu sĩ của viễn cổ tiên vực. Những người này nếu Vương Mỗ bất chấp hết thảy, Chu Tước tiền bối có cho rằng tại hạ có mấy phần nắm chắc có thể giết chết toàn bộ bọn họ trong khi bọn họ đang trị thương, khiến cho viễn cổ tiên vực này trở thành tử vực hay không? Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh, không hề có ẩn chứa hàn ý hay là sát khí. Hắn có thể nói ra những lời này thì cũng có thể khiến cho tứ đại chiến tướng kia đều nhướng mày. Nếu đổi lại là lúc trước khi mà Vương Lâm lấy ra cây cung của Lý Quảng, thì có thể là tứ đại chiến tướng này đối với cả những lời này thì chắc chắn là không tin. Nhưng mà sau khi mà nhìn thấy cây cung của Lý Quảng trong tay Vương Lâm rồi, thì cũng có một cỗ áp lực vô hình bao phủ trong tâm thần của bốn người bọn họ. Cây cung của Lý Quảng, pháp bảo cực mạnh, thanh danh hiển hách của Tiên Cương Đại Lục. Cây cung này cũng không dễ dàng thi triển. Mặc dù là không biết ngươi lấy được giọt máu tiên nhân bất diệt thể kia ở chỗ nào, lấy giọt máu này để dương cây cung, nhưng mỗi một tiễn bắn ra, ngươi không phải là tiên nhân, không thể bổ sung sức mạnh huyết mạch. Trong tình huống đó, ngươi chỉ có thể bắn được vài tiễn mà thôi. Người đang nói không phải là Chu Tước mà là Thanh Long chiến tướng. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra tinh quang. Vậy sao? Hủy diệt nơi này chỉ cần 3 tiễn. Mặc dù ở sau lưng các người còn rất nhiều pho tượng của Tam Tộc Cổ, mặc dù ở chỗ sâu nhất vẫn còn một tòa miếu kỳ dị, nhưng nếu ta đoán không sai, tòa miếu kia chính là thông đạo để rời khỏi động phủ này. Nơi đó hẳn đã bị khóa kín hoàn toàn, không người nào có thể mở ra. Lại còn có rất nhiều sinh linh kỳ dị tồn tại, đó chính là chỗ mạnh nhất của viễn cổ tiên vực. Vô Lâm chậm rãi mở miệng nói: ta có thể làm được, các người biết rõ là như vậy mà, phải không chứ? Ánh mắt Vương Lâm đảo qua tứ đại chiến tướng này rồi nhìn về phía xa xa. Ngay khi hắn tiến vào tiên vực này, thần thức chẳng những là nhận ra sự tồn tại của tứ đại chiến tướng này, mà còn mơ hồ cảm nhận được ở chỗ sâu nhất ở viễn cổ tiên vực này dường như là còn tồn tại một tòa miếu kỳ dị. Khí tức từ bên trong tòa miếu đó truyền ra cực kỳ mạnh. Là giao dịch gì? Nói đi. Huyền Vũ chiến tướng mặc hắc bào nãy giờ vẫn không mở miệng, sau khi trầm mặc hồi lâu liền nói ra một câu: ta thì bất chấp tất cả mọi thứ bên trong động phủ này, cũng bất chấp các ngươi có những mưu mô gì, ta chỉ biết ta sống chết vì giới nội. Lúc này tu sĩ của Thái Cổ Tinh Thần ở giới ngoại đang xâm lược trong phạm vi lớn, sức mạnh của giới nội không thể chống cự lại. Ngay cả ta có cây cung của Lý Quảng, cũng không thể lấy sức mạnh của một người để giết toàn bộ tu sĩ của giới ngoài. Các ngươi là tiên nhân của viễn cổ thiên vực, ta muốn các ngươi ra khỏi nơi đây, sát nhập vào giới nội, giải quyết triệt để tất cả những sự phân tranh đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chậm rãi mà mở miệng: giới ngoại cũng có viễn cổ tiên vực, ở nơi đó cũng có một phần môn nhân của Thất Đạo Tông chúng ta. Bọn họ nghe lệnh của tiên phi, năm đó thương thế của bọn họ không nặng, sở dĩ những năm nay bọn họ không xuất hiện nhiều là bởi vì mặc dù viễn cổ tiên vực đã chia ra làm hai phần, nhưng có mối liên hệ rất là sâu đậm. Nếu chúng ta mở cánh cửa của viễn cổ tiên vực đi ra, bọn họ cũng sẽ đi ra, và trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại các ngươi sẽ càng thêm kịch liệt đó.
thậm chí còn có khả năng sẽ hủy diệt cả động phủ này nữa. Chu Tước trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng mà mở miệng: Viễn cổ tiên vực ở giới ngoài, bọn họ không thể đi ra được đâu. Võ Lâm vung tay áo lạnh lùng nói. Lời nói này vừa nói ra, ánh mắt của tứ đại chiến tướng cũng đều sững lại, nhất thể nhìn về phía Vương Lâm. Lúc trước trong giới nội ở hạ giới, có người kêu gọi chúng ta chống lại sự xâm lược của giới ngoại. Chúng ta đã đưa cho hắn một loại pháp bảo của tiên nhân dung nhập vào trong trận đại chiến của hạ giới đó. Vì thế mà trận này có thể chống cự được 100 năm, cho chúng ta có thời gian trị thương cuối cùng. Nhưng vật này cũng có tác dụng giới hạn. Nếu người của Đại Lục Tiên Cương không ra tay, chỉ dựa vào sức mạnh của tu sĩ hạ giới sẽ rất khó lòng mở ra được. Ta không biết là hắn có làm được hay không. Lúc này cũng đã trải qua hơn 90 năm rồi, vẫn còn 3 năm nữa. 3 năm này chính là thời gian quan trọng nhất để chúng ta trị thương. Sau 3 năm, thương thế của chúng ta sẽ hồi phục hoàn toàn. Thanh Long chiến tướng lập tức mở miệng. Dựa theo suy nghĩ của 4 người bọn hắn, cho dù là Vương Lâm lần này không hề xuất ra giao dịch, thì 3 năm sau bọn họ cũng sẽ tự đi ra, cùng với cả đồng môn của viễn cổ tiên vực ở giới ngoại năm đó đánh một trận tìm kiếm tiên tôn. Nhưng trong mắt bọn họ thì những tu sĩ hạ giới này cũng chỉ như là những con kiến. Ngay cả khi bọn họ đi ra cũng sẽ không để ý tới cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Về phần chết hay bị thương bao nhiêu sinh linh, bọn họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần tìm được tiên tôn, chỉ cần tu vi của tiên tôn hồi phục, cho dù là hủy diệt chúng sinh, mở ra thiên đạo lại một lần nữa sinh sôi nảy lờ, qua mấy vạn năm hết thảy đều sẽ lại như trước. Nhưng mà lúc này đây thì Vương Lâm tìm tới nơi đây, dùng thủ đoạn cưỡng ép, lấy việc hủy diệt viễn cổ tiên vực để gây áp lực lên bọn họ trong khi đang trị thương như vậy, đề xuất ra một giao dịch, cũng khiến cho 4 người này không thể không thận trọng lo lắng. Vương Mộ, cho các ngươi tranh thủ trong thời gian 3 năm. Trong 3 năm sẽ không có một người nào tới quấy rầy các ngươi trị thương. Thanh âm của Vương Lâm bình tĩnh, từng chữ truyền ra khỏi miệng. Tứ đại chiến tướng trầm mặc. Vương Lâm đồng ý sẽ đi hủy diệt viễn cổ tiên vực ở giới ngoại, đồng ý sẽ bảo vệ bọn họ trong thời gian 3 năm. Nhưng hắn càng như vậy thì càng chứng tỏ mưu đồ của hắn càng lớn. 4 người này trong chốc lát không thể hiểu rõ được suy nghĩ của Vương Lâm. Vậy trong vụ giao dịch này ngươi được gì? Chu Tước nhìn Vương Lâm trầm giọng nói. Ta muốn người của giới ngoài chết không còn một ai. Ta muốn tu sĩ giới nội, từ lúc mà các ngươi đi ra, không còn một người nào tử vong nữa. Ta muốn chờ tới sau khi mà các ngươi tìm được thất thải tiên tôn, hứa phải để cho ta mang đi tất cả những sinh linh của giới nội, trả tự do cho bọn họ, không để cho bọn họ phải sống trong động phủ này nữa, để cho bọn họ có thể nhìn thấy được bầu trời thực sự. Yêu cầu cuối cùng đó là sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, ta muốn tới Tiên Cương Đại Lục. Trên Đại Lục Tiên Cương đó, các ngươi phải cho ta tất cả những tài nguyên mà ta cần. Võ Lâm vừa nói, tay phải vừa vỗ lên mi tâm, lập tức thần thức quán phân ra một tia, ngưng tụ ở trong tay hóa thành một làn khói như là cành liễu. Nếu đồng ý thì hãy đưa ra đạo thể do thần thức của các ngươi hóa thành. Nếu đổi ý thì sẽ đạo mất người tan. Nếu không đồng ý thì Vương Mỗ ta sẽ dùng cây cung của Lý Quảng này hủy diệt viễn cổ tiên vực. Tất cả do các ngươi lựa chọn. Lời nói này của Vương Lâm cực kỳ cương quyết, không cho tứ đại chiến tướng này có thể chần chừ một chút nào cả. 4 người trầm mặc nhìn nhau vài lần trở nên do dự. Nhưng mà những yêu cầu của Vương Lâm vừa nói bọn họ không thể quyết định ngay lập tức được. Nhất là yêu cầu thứ 3 và thứ 4 lại càng khiến cho bọn họ khó xử hơn nữa. Ta sẽ cho các ngươi thời gian 1 ngày. Vương Lâm xoay người bước về phía sau, khoanh chân ngồi xuống ở trên mặt đất bị phá nát cách đó ngàn trượng, nhắm hai mắt lại. Hắn không để tới kết luận cuối cùng của 4 người. Trên thực tế Vương Lâm vẫn còn một mục đích. Mục đích này mới chính là âm mưu thật sự của hắn. Hắn để cho những môn nhân của thất đạo tông này đi ra, cho những người này thời gian tranh thủ 3 năm,
ngoài việc giải quyết trận chiến giữa giới nội và giới ngoài, còn để cho bọn họ đi tìm viễn cổ tiên tôn nữa. Đối với tiên tôn thần bí này thì Vương Lâm có rất nhiều suy đoán, nhưng mà không có chứng cứ xác thực. Hắn không thể xác định thất thải đạo nhân xuất hiện trong thất thải giới kia có quan hệ với tiên tôn này như thế nào. Còn có thân phận của chiến lão quỷ kia nữa, vấn đề này vẫn còn là một sự bí ẩn. Và bí ẩn này cũng dẫn thẳng tới viễn cổ tiên tôn kia. Từ tất cả những manh mối mà ta nhìn thấy, trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại này còn ẩn chứa rất nhiều âm mưu. Từ việc đám người trưởng tôn và tiên phi sống ở giới ngoài, từ việc đám người phong tôn năm đó sống ở trong giới nội, thất thải đạo nhân kia hiển nhiên là người đứng đầu giới ngoại. Còn về chiến lão quỷ, hắn vốn là người của giới nội. Bọn họ vô số năm qua đã nhiều lần chiến tranh, dường như là muốn cùng với nhau chứng tỏ điều gì đó, cùng nhau tìm kiếm cái gì đó. Nhưng muốn tìm thứ đó cần phải có một số thủ đoạn phi thường, vì vậy mới có những trận đại chiến liên tục như vậy. Nếu ta đoán chính xác thì chuyện này nhất định là như vậy. Nhưng rốt cuộc là bọn họ tìm kiếm cái gì chứ? Thiên đạo sao? Vương Lâm trầm ngâm. Hết thành những chuyện này, có lẽ sau khi mà tứ đại chiến tướng cùng với cả môn nhân của thất đạo tông ra khỏi nơi đây thì sẽ hoàn toàn được xé mở. Hết thảy những chuyện này vốn đã rất rối loạn, như vậy hãy để cho nó rối loạn thêm một chút. Và trong sự rối loạn này, có lẽ ta sẽ có thể đạt được mục đích kia. Bây giờ nói chung là Vương Lâm đã quá là mạnh rồi. Chính vì vậy mà chúng ta nghe đến đây thì chúng ta chỉ cần thấy là Vương Lâm thể hiện sức mạnh thôi. Chung là đối đầu với cả tứ đại chiến tướng của tiên tôn mà cũng khệnh khạng như vậy thì có vẻ là bây giờ không ai một là ai địch thủ của Vương Lâm nữa. Nếu mà có ai là địch thủ của Vương Lâm thì chắc chắn rằng là Vương Lâm sẽ lại tìm ra được một cái chiêu nào đó do tác giả vẽ ra để mà chung là chống lại được. Tuy vậy thì mình cũng rất là thích khi mà đọc một cái chuyện mà nhân vật chính nó cứ mạnh, nó cứ đi diệt hết những cái người khác, đọc rất là thích. Và có một cái điều nữa là rất là nhiều người bảo mình là cái chuyện này ấy, thì đọc cảm giác nó dài dòng, hoặc là một cảnh của nó mà một tập đôi khi chưa hết. Thì thật ra thì các bạn nào mà đã xem qua Cô Dâu 8 tuổi thì chắc chắn rằng cái chuyện này là cũng theo mô típ như vậy. Có nghĩa là sau khi mà tả một cái hành động của một nhân vật chính hoặc là nhân vật gì đó thì sau đó tác giả lại phải tả tất cả những cái khuôn mặt, rồi biểu cảm, rồi cảm nghĩ suy nghĩ của những người xung quanh khi mà nhìn thấy cái nhân vật chính xuất ra một cái chiêu thức như thế. Sau đó hết vào một lượt rồi, xong lại đến đối thủ của nhân vật chính xuất ra một chiêu và mọi người xung quanh lại mặt nghệt ra như phỗng. Lại bắt đầu từng cảnh quay đó là kiểu lại giống hệt như là kiểu Cô Dâu 8 tuổi. Mình không rõ nói rõ được, nhưng mà là kiểu như thế. Cái đấy thì cũng rất là hay. Nhất là những cảnh đánh nhau thì rất là đọc nghe thì rất là thích. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải dừng lại một tí để mình đi có việc. Sau mình lại Một ngày sau, Vô Lâm mang theo tứ đại chiến tướng, sau khi xem xét xong viễn cổ tiên vực liền rời đi. Viễn cổ tiên vực chỉ mở ra khi có thiên kiếp, cho dù muốn đến hay là đi thì cũng đều phải thông qua cái khe do thiên kiếp sinh ra. Viễn cổ tiên vực bị phong ấn, người của tiên cương đại lục có huyết mạch tiên nhân rất khó có thể từ trong cái khe này đi ra, trừ phi là người có lực lượng kinh người, hoặc là người được tiên tôn năm xưa đưa ra khỏi cái khe. Ở phương diện này có lẽ là Thiên Nghịch Châu mới là vật mấu chốt nhất. Trước khi mà tiến vào viễn cổ tiên vực, Vô Lâm đối với kết cấu của nơi này có rất nhiều dự đoán. Giờ phút này sau khi mà đi ra, hắn hiểu rất là rõ. Khi mà bước ra khỏi cái khe,
nhìn lại cái khe trên bầu trời đang chậm rãi co rút lại tới khi hoàn toàn biến mất, Vương Lâm thầm than ở trong lòng. Nhìn tinh không này, lần đầu tiên trong mắt hắn cảm thấy thiên địa không tồn tại, giống như hoàn toàn chỉ là hư ảo. Đối với chuyện của giới nội giới ngoại, chỉ là một tòa động phủ của tiên tôn, Vương Lâm không thể nói với người khác. Hắn cho dù nói ra thì sợ rằng rất ít người có thể tin, mà cho dù có người tin thì e rằng cũng phải phát điên mất thôi. Nhìn vùng tinh không này, Vương Lâm trầm mặc. Ở bên ngoài Chu Tức Tinh, sương mù thiên kiếp sớm đã tan hết. Đám người Tư Đồ Nam ở bên trong, mấy ngàn tu sĩ vẫn đang chờ đợi Vương Lâm trở về. Trong tích tắc khi mà nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở trong tinh không, hàng loạt tiếng hô vang lên. Ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không bằng hô vang tên Vương Lâm, hô vang hai chữ phong tôn. Nghe tới hai chữ này, Vương Lâm càng thêm trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy mê man. Phong tôn sao? Phong tôn đời trước chỉ là một thủ hạ của tiên tôn. Hắn không phải là người của giới nội. Hắn đến từ tiên cương đại lục. Hắn có huyết mạch tiên nhân. Hắn đi tới giới nội không phải là muốn trợ giúp giới nội, mà là để sắp đặt mọi việc vì chủ nhân của hắn. Bởi vì hắn là người cổ hủ. Có lẽ trong những năm tháng ở giới nội, hắn đối với cả dân chúng ở giới nội này trong lòng thấy thương xót, cho nên mới có những chuyện về sau này. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không thuộc về nơi này, hắn vẫn chỉ là ngoại nhân mà thôi. Lúc này đây, những tiếng hô vang rơi vào trong tai Vương Lâm giống như từ rất xa, rất xa. Sau khi hiểu rõ tất cả, hai chữ phong tôn này đối với cả Vương Lâm thì rất là mơ hồ. Sự trầm mặc quán dần dần bị mấy ngàn tu sĩ phát hiện. Tiếng hô từ từ tiêu tán. Ánh mắt mọi người lúc này ngưng tụ lại trên người Vương Lâm, nhìn hắn bước từng bước đi tới. Nhìn khuôn mặt của đám người phía trước, trong lòng Vương Lâm tràn đầy khổ sở. Hắn muốn nói với bọn họ rằng, các ngươi, tất cả chúng ta cũng chỉ là sống trong một tòa động phủ mà thôi. Bầu trời của chúng ta không phải là trời đâu. Mặt đất cũng chẳng phải mặt đất chân chính đâu. Và những trận chiến của chúng ta với cả giới ngoại, trong mắt kẻ khác, chỉ là trò chơi mà thôi. Thậm chí thần thông chúng ta tu luyện, đạo mà chúng ta tìm kiếm, cũng đều là giả dối cả. Hết thảy chỉ đều là giả, hết thảy đều không đúng với sự thật. Chân thật sao? Chỉ có máu tươi kia, chỉ có nỗi thống khổ kia, chỉ có những hài cốt đã tử vong trong vô số những năm qua là thật. Nhưng hắn làm sao có thể nói được chứ? Hắn không có cách nào nói ra cả. Hắn khó có thể hướng về phía mấy ngàn đạo hữu cuồng nhiệt này mà nói ra một sự thật tàn khốc đó, nói ra chân tướng tàn nhẫn đó. Tại giờ khắc này đây thì Vương Lâm đột nhiên nghĩ tới Tán Ninh thượng nhân ở 700 vạn thiên địa trước kia. Kinh nghiệm này rất giống với cả bọn họ. Chỉ là Tán Ninh thượng nhân so với Vương Lâm hạnh phúc hơn. Bởi vì hắn cho rằng hắn đã tới được thiên địa chính thức, đã thoát khỏi lao tù. Vương Lâm giờ đây trầm mặc, vẻ mê man trong mắt hắn bị Tư Đồ Nam phát hiện ra, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Tư Đồ Nam không rõ vì sao Vương Lâm rốt cuộc đã gặp phải thứ gì trong cái khe. Vì sao khi mà tiến vào thì hào tình vạn trượng là như vậy, lúc bước ra lại ổ rũ như thế này. Tư Đồ, có rượu không? Ta muốn uống say một lần, một lần cuối cùng. Vương Lâm yên lặng đi tới bên cạnh Tư Đồ Nam, vẻ mê man trong mắt hóa thành vẻ uể oải, mở miệng nói khẽ. Có chứ. Tư Đồ Nam không hỏi mà chỉ gật đầu. Người muốn say, ta sẽ say với người. Trên Chu Tức Tinh, trên đỉnh một ngọn núi vô danh, Vương Lâm và Tư Đồ Nam ngồi xuống, nhìn bầu trời mơ hồ, yên lặng mà uống rượu. Chẳng ai tới quấy rầy bọn họ. Lúc này đây thì mấy ngàn tu sĩ đang ở trên Chu Tức Tinh khoanh chân ngồi thổ nạp. Bọn họ đang đợi, đợi Vương Lâm xuống khỏi đỉnh núi, đợi Vương Lâm dẫn bọn họ tới La Thiên, giải mối nguy cho La Thiên, đi thủ hộ giới nội. Tư Đồ, người ta sống là vì cái gì? Vương Lâm uống một ngụm rượu, vẻ mê man trong ánh mắt càng thêm nhiều. Chắc là vì muốn hít thở nhiều hơn một hơi. Tư Đồ Nam trầm mặc trong chốc lát, buông bầu rượu trong tay,
nhìn bộ dáng của Vương Lâm lúc này hỏi một câu: mà bên trong cái khe đó là thứ gì vậy? Vương Lâm lắc đầu, vẻ lộ vẻ khổ sở, chỉ cười mà cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Ngươi còn nhớ năm đó chúng ta đã say một lần rồi không? Vương Lâm nhìn Tu Đầu Nam ánh mắt lộ vẻ đang nhớ lại. Lần say rượu đó khi mà ta bị vây trong mê man, ta không muốn tu đạo, bởi vì ta không biết tu đạo là cái gì. Tu đạo không có gì sung sướng cả, chỉ có cảm giác mệt mỏi và nguy cơ sinh tử. Ta giết rất nhiều người, đã giết rất nhiều rồi. Vương Lâm uống rượu cất tiếng cười ha hà. Lần say rượu đó ta đã nói với ngươi, ta không biết, ta không rõ mọi người vì sao lại truy cầu cuộc đời tu đạo này, vì sao lại trường sinh. Nhưng sự thật có thể trường sinh thì sao? Nhìn người thân từ từ già đi rồi tử vong, nhìn linh hồn của họ tiêu tán, nhìn bằng hữu nhắm mắt, và tới cuối cùng trong thiên địa chỉ còn lại một trái tim giá lạnh. Một cuộc đời mệt mỏi như vậy thì dù sống lâu thì sao chứ? Đây là trường sinh sao? Tư Đồ, người đưa ta vào con đường tu đạo, người nói cho ta biết đó là trường sinh sao? Vương Lâm cầm lấy bầu rượu trong tay uống cạn, sau đó ném sang một bên. Người tu đạo không chặt nổi thất tình lục dục. Năm đó ta khi còn ở Chu Tước Tinh, ngươi mới chỉ có tu vi luyện khí. Ngươi từng nói ngươi không bỏ được cha mẹ, không bỏ được tình thế tục, ngươi không muốn chặt đứt. Ta cũng đã trả lời ngươi rồi đó thôi. Nếu ngươi chặt không đứt, không muốn chặt thì hiển nhiên là sẽ phải thống khổ đến chết. Phải thống khổ như vậy. Nếu ngươi không chết thì thôi, nhưng ngươi không có chết. Hơn 2000 năm tu đạo của ngươi đạt tới trình độ ngày hôm nay, đi tới đỉnh phong, cho nên ngươi mới lại mê man, ngươi mới lại hỏi ta trường sinh là gì. Trường sinh sao? Thế gian này không có trường sinh. Theo như là ông đây thấy ấy, thì trường sinh chỉ làm cho mình sống càng lâu, khiến mình ngày càng mạnh, làm cho cuộc sống của mình ngày càng tiêu dao, không ai có thể so sánh được. Mà trường sinh còn là con mẹ nó, bởi vì trong lòng chúng ta sợ hãi tử vong nữa, không muốn tử vong, cho nên mới theo đuổi sự bất tử, theo đuổi sự trường sinh. Và ông đây thì cũng không tin là Vương Lâm ngươi không biết điểm đó. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi lúc này thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ngươi đi vào trong cái khe đó rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ông nghe xem nào. Tư Đồ Nam cũng uống xong một bầu rượu, hung hăng ném mạnh sang một bên, hướng về phía Vương Lâm mà hét lớn: đáng buồn thật là ta còn chưa tới đỉnh phong. Cho dù tới đỉnh thì đã sao? Ta biết, ta hiểu rõ, ta và các ngươi không giống nhau. Ta cho tới bây giờ vẫn không muốn tu đạo. Ta khi còn trẻ là vì cha mẹ, vì ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, không muốn bọn họ thất vọng nên mới cắn răng đi tới Hằng Nhạc Phái. Nhưng kết quả là vận mệnh trêu ngươi. Ta vì sự kỳ vọng của cha mẹ mà tu đạo, nhưng mà cuối cùng lại trở thành căn nguyên khiến cho cha mẹ tử vong. Từ đó về sau ta tu đạo để báo thù. Ta trở thành ma, ta giết cả đằng gia, khiến máu chảy thành sông. Sau khi báo thù thì ta mê man. Ta nhìn đằng yêu lớn lên, nhìn cha mẹ hắn chết đi, nhìn cả đời của hắn. Ta không biết ta nên làm cái gì, ta cũng không biết là ta nên đi theo hướng nào. Cho tới khi mà Uyển Nhi tử vong thì ta mới bắt đầu muốn vì nàng sống lại mà tu đạo. Ta muốn mình mạnh mẽ hơn, muốn có thể tiếp tục sinh tồn. Ta không cam lòng chết đi khi mà Uyển Nhi còn chưa có thức tỉnh. Ta muốn đoạt lại nàng từ trong bàn tay của vận mệnh. Rồi sau đó ta trở thành phong tôn, ở trong trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại mà danh chấn thiên địa. Tất cả những chuyện này không phải là ta muốn, không phải, ta cũng không muốn trở thành phong tôn. Ta vẫn ghét tu đạo như trước thôi. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam cầm lấy bầu rượu còn lại hung hăng uống một nửa, tùy ý để cho rượu chảy xuống mép thấm đẫm y phục. Người... Tư Đồ Nam nhìn Vương Lâm, thấy vẻ mê man trong mắt của hắn, chẳng thể nào nói lên lời, thở dài một tiếng rồi ngồi ở đó buồn bực mà uống rượu. Người nếu không muốn nói với ông đây ở trong cái khe đã nhìn thấy cái gì thì cũng chẳng thèm hỏi nữa.
Hai người trầm mặc, lần lượt một người một ngụm rượu, cho tới khi mà bầu trời phía xa xa có ánh sáng, bình minh tới dần, mặt trời dần dần ló dạng. Trong cái khe đó là viễn cổ tiên vực đó, Vô Lâm nhẹ giọng nói. Tư Đồ Nam nghe vậy sửng sốt đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như là ánh mắt muốn phá tan tấm màn thiên địa, muốn nhìn cái khe đã tự xuất hiện rồi tiêu tán kia. Sao? Viễn cổ tiên vực? Nơi đó không ngờ lại là viễn cổ tiên vực trong truyền thuyết sao? Nơi đó có tồn tại thiên nhân chân chính đó, người có nhìn thấy thiên nhân không vậy? Tư Đồ Nam hít một hơi thật là sâu, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ta nhìn thấy rồi, ta còn giết chết một tiên nhân nữa. Vẻ mặt Phương Lâm khổ sở uống một ngụm rượu. Tư Đồ Nam giật mình ngơ ngác nhìn Phương Lâm. Một hồi lâu sau, hắn liền trừng mắt cười khổ sở. Sau đó thì sao? Với tính cách của ngươi, giết người xong tuyệt đối không vì thế mà rời đi. Chẳng lẽ ngươi lại lục soát trí nhớ của tiên nhân này sao? Vương Lâm trầm mặc, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, lại một lần nữa uống hết rượu, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nam. Đúng vậy, ta đã lục soát trí nhớ của tiên nhân này, biết được một chuyện liên quan tới giới nội giới ngoài, biết được bí mật quan trọng nhất của thiên địa này. Tư Đồ, nếu như ta nói với ngươi rằng dù là giới nội hay giới ngoại, tất cả đều là giả dối, cho dù là tồn tại chân thật thì cũng đều là hư ảo cả, ngươi có tin hay không? Nếu như ta nói với ngươi, ngươi cũng được mà ta cũng tốt, tất cả đạo hữu chúng ta quen biết, tất cả thế giới mà chúng ta lớn lên này chỉ là một cái lồng giam, ngươi có tin ta hay không? Và nếu như ta nói chúng ta tu đạo, toàn bộ đều bị người khác quy định, ngươi có tin hay không? Nếu như ta nói thế giới mà chúng ta tồn tại ở đây chỉ là một cái động phủ, một cái động phủ của viễn cổ tiên tôn, hay nói cách khác là một giới mà người ta đã tạo ra để thu thập hương hòa, thì ngươi tin hay không? Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Tư Đồ Nam thì vô thức buông bầu rượu trong tay, xoảng một tiếng liền rơi xuống đất. Vô Lâm khổ sở nhìn Tư Đồ Nam đang đứng ngây ra đó, nhặt bầu rượu lên trên mặt đất uống một hớp lớn. Đây là chuyện mà ta biết được từ trong ký của tiên nhân. Chắc là ngươi biết Phong Tôn chứ? Không phải ta, mà là Phong Tôn đời trước. Hắn đến từ viễn cổ tiên vực, hắn không phải là người ở nơi này. Còn có mấy tiên phi mà ta gặp ở trong Thái Cổ Tinh Thần nữa, còn có Thất Thải Đạo Nhân thần bí kia nữa. Những người này đều là đến từ một nơi gọi là Tiên Cương Đại Lục. Đại lục này so với cả giới nội hay giới ngoại thì còn lớn hơn gấp mấy vạn lần. Nơi đó là quê hương của bọn họ. Nơi mà chúng ta đang đứng đây thì chỉ là một cái động phủ của Thất Thải Tiên Tôn, tông chủ của Thất Đạo Tông trên Đại Lục Tiên Cương mà thôi. Bầu trời mà chúng ta nhìn thấy là bầu trời của động phủ này. Mặt đất mà chúng ta nhìn thấy là mặt đất của động phủ này. Giới nội hay giới ngoại trên thực tế chỉ là bên trong và bên ngoài của động phủ này mà thôi. Chuyện này ngươi có thể tin được không chứ? Nếu như ta nói ngay cả đạo mà chúng ta tu, cả thiên đạo này, cũng là do tiên tôn sau khi mà cướp được đã tự nuôi dưỡng. Chính bởi vì hắn cướp được thiên đạo, nuôi dưỡng ở trong động phủ này, cho nên mới sinh ra chúng ta, mới xuất hiện hai người chúng ta. Về chuyện này ngươi có thể tin được không? Nếu không có thiên đạo kia, nếu năm đó tiên tôn kia không cướp được, thì động phủ giới này sẽ không có chúng sinh chúng ta xuất hiện. Nó cũng chỉ là một cái động phủ không có gì mà thôi. Cho ngươi biết những chuyện này, ngươi có thể băn khoăn hay không? Ngươi có thể tự hỏi hay không? Người ta rốt cuộc sống vì cái gì? Vì cái gì mà cố gắng tồn tại? Còn có thiên kiếp nữa. Thiên đạo thì là được chính tiên tôn nuôi dưỡng, chúng sinh tồn tại trong động phủ này. Thiên kiếp này hiển nhiên cũng là do hắn tạo ra. Hắn tạo ra thiên kiếp chính là để giết tất cả những thứ cố gắng thay đổi đường lối của thiên đạo. Cái gì mà nghịch tu chứ? Đây chính là nghịch tu đó.
cũng giống như là trong đám phàm nhân, người trồng được một ruộng hoa màu. Sau khi quy hoạch hết thảy, nếu có những thứ sinh trưởng không hợp với cả tâm ý, thì ngươi sẽ thay đổi nó, làm cho nó quay trở về cả với cả quy hoạch. Nhưng trong đám hoa màu này, theo năm tháng trôi qua thì cũng sinh ra những cỏ dại ương ngạnh. Chúng sinh ra rất là nhanh, chúng muốn phá vỡ cái quy tắc vô hình đó. Chúng không thể bị cải biến, chúng phải bị hủy diệt. Đó chính là nghịch tu. Tác dụng của thiên kiếp chính là diệt trừ những đám cỏ dại tự ý sinh trưởng này đó. Ta thì chính là một cây cỏ dại, nhưng thiên kiếp không thể hủy diệt được cây cỏ dại này, mà ngược lại bị ta tiêu diệt. Ta hủy diệt thiên kiếp, từ thiên kiếp kia giành lại được vận mệnh của mình, còn biết được bí mật của thiên địa. Tất cả những chuyện này, nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi có thể tin được không? Tư Đồ Nam trầm mặc, thần sắc mờ mịt, sau khi yên lặng ngồi lâu liền ngồi xuống uống một ngụm rượu, không nói câu gì. Trong mắt hắn có một vẻ đấu tranh, không thể tin được nhưng cũng có sự tin tưởng. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là sư tôn thanh xương của hắn, thì Tư Đồ Nam cũng sẽ không tin. Hết thảy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể khiến cho người ta tin tưởng được. Nhưng mà người nói ra các chuyện này lại là Vương Lâm, là huynh đệ của Tư Đồ Nam hắn. Hắn hiểu rõ Vương Lâm, hắn gần như là nhìn Vương Lâm trưởng thành, lời nói của Vương Lâm sao hắn có thể không tin được. Nhưng mà nếu chỉ là một động phủ như vậy, thì cuộc chiến giữa nơi giới nội và giới ngoài là cái gì chứ? Tư Đồ Nam bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hắn dần dần hiện lên một vẻ sợ hãi. Hắn rất ít khi sợ hãi, nhưng mà lúc này sau khi mà nghe xong những lời cực kỳ đáng sợ của Vương Lâm, tâm thần hắn cũng nổi lên một sự sợ hãi hiếm thấy. Cái mà hắn sợ đó là nếu như hết thảy chuyện này là thật, thì bản thân mình là thứ gì? Sự sung sướng của mình có phải là sung sướng thật sự hay không? Bản thân mình chỉ là một thứ đồ chơi, trong khi đang hết sức biểu diễn những cảnh nhân sinh, bị những thứ kỳ dị ở trên đỉnh trời kia quan sát, sắp đặt, giống như bản thân mình nhìn, nhưng mà con kiến trong đám bùn đất ở dưới chân, nhìn những con kiến này vật lộn sinh tồn. Cuộc chiến của giới nội, giới ngoại, ta cũng có suy đoán, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận được. Nhưng ta đã có sắp đặt rồi. 3 năm sau, ta sẽ hiểu rõ được toàn bộ cuộc chiến tranh này là ý gì. Vô Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng mà nói. Động phủ sao? Khốn nạn thật. Tư Đồ Nam cười khổ, cúi đầu nhìn bầu rượu trong tay thì thào. Chúng sinh nhìn trời là muốn hiểu ở đằng sau bầu trời là cái gì. Sau khi chúng ta có được tu vi, nhìn thấy tinh không, vốn tưởng rằng đó là tận cùng, nhưng mà không nghĩ rằng ở phía sau tinh không là bên ngoài một động phủ. Vương Lâm, nếu những lời ngươi nói là thật, thì ngươi nghĩ thế nào? Ta nghĩ ngươi hẳn đã có đáp án. Vương Lâm uống rượu, hắn không hề say. Rượu kia cũng như nhân sinh vậy, khi vừa mới uống vào liền hóa thành sự cay nồng, khiến cho ký ức của hắn trong suốt hơn 2000 năm qua không ngừng quay trở về. Ta tu đạo có 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là vì người khác. Quá trình thứ hai là sự mê man cùng với chán nản, luôn hướng tới cuộc đời của một phàm nhân. Ta vốn tưởng rằng cả đời này sau khi trải qua hết 2 quá trình đó, cho đến khi có đủ tu vi khiến cho Uyển Nhi thức tỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến hết đời, cùng nhau nhắm mắt xuôi tay. Nhưng lúc đó lại xuất hiện quá trình thứ ba. Vô Lâm buông bầu rượu đứng lên để mặc cho gió núi thổi bay mái tóc bạc. Hắn nhìn bầu trời, vẻ mê man trong mắt bị một vẻ kiên định thế chỗ, tràn ngập một vẻ quyết không khuất phục. Cả đời ta tu đạo chưa bao giờ trong lòng có một sự kiên định, nhưng hôm nay Vương Lâm ta ở trên Chu Thức Tinh, nơi ta đã sinh ra, ta muốn bước vào quá trình thứ ba. Ta muốn tự hành tu hành. Tư Đồ, năm đó ta chán nản việc tu đạo, từ nay về sau những ý nghĩ như vậy sẽ không tồn tại nữa. Ta muốn tu hành, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đi ra khỏi thiên địa này, ta muốn xem người ở trên Đại Lục Tiên Cương có phải là có 3 đầu 6 tay hay không. Cho dù có tan xương nát thịt cũng không có gì phải hối tiếc.
Vô Lâm vung tay phải lên, bầu rượu trên mặt đất lập tức bay lên, bị hắn cầm trong tay, ngửa mặt uống hết một nửa. Đưa tay lên quẹt miệng, Vô Lâm cười ha hà. Cả đời Vương Lâm ta vẫn còn thiếu một thứ, từ này chính là đảm đương. Ta vẫn còn thiếu phần đảm đương này. Một mình ta không chống nổi bầu trời này. Danh hiệu phong tôn là của ta, nhưng do người khác ban cho ta, là vì ta đã làm một số chuyện, là vì giới nội cần phải có một phong tôn. Nhưng thật sự ta không xứng được gọi là phong tôn. Bản thân ta chán ghét việc tu đạo, ta cũng vì người khác mà tu, sao có thể đảm đương được hai chữ phong tôn này chứ. Ta lúc trước hoàn toàn không gánh vác nổi phần trách nhiệm này. Thậm chí trong mắt ta lúc trước, thậm chí vẫn còn ngây thơ cho rằng bản thân mình thật sự chính là phong tôn. Ta vì quê hương của mình, vì giới nội mà liều mạng chống lại giặc ngoại xâm. Ta cảm thấy như vậy chính là phong tôn. Ta không hề nghĩ tới người cũng làm như vậy còn có rất là nhiều. Gần như tất cả những tu sĩ giới nội cũng đều làm như vậy. Chỉ là vì tu vi ta cao thâm hơn một chút cho nên mới được tôn kính như vậy mà thôi. Nhưng ta có đáng là gì chứ? Ta dựa vào cái gì mà được tu sĩ giới nội tôn kính? Chúng ta phải tôn kính những đạo hữu đã chết, những đồng đạo đã vì giới nội này mà dốc hết nhiệt huyết trở thành những vong hồn. Ta bao giờ tự hỏi qua việc này, nhưng lúc này ta tự hỏi, ta đã hiểu rõ trách nhiệm và gánh nặng của hai chữ phong tôn này rồi. Nó không phải chỉ để chống lại giặc ngoại xâm, mà nó còn để mang theo những tu sĩ giới nội này đi ra khỏi bầu trời này, đi ra khỏi động phủ này, quyết tâm phá tan tất cả những kẻ địch muốn cản trở ở phía trước nó. Quyết tâm này, trách nhiệm này trước đây ta không có, nhưng sau này ta sẽ có. Đây có lẽ chính là con đường trở về nhà của ta. Sau khi Vương Lâm uống hết rượu còn lại ở trong bầu, liền hướng về phía chân núi mà vung tay, bầu rượu kia hóa thành một đường hình cánh cung rơi xuống, biến mất ở trong mắt Vương Lâm. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời đã sắp sửa lặn xuống phía tây. Quay đầu nhại nhìn Nam Sơn, tiếng chim bay theo gió truyền lại, một đám mây mù hồng trần nổi lên. Ta muốn giết Tiên Tôn, giết hắn ta sẽ giành lại được vận mệnh, giết hắn ta có thể giành được tự do. Nhưng trước đó ta phải tới bảo vệ biên cương 3 năm đã. Vô Lâm vung tay áo, thân thể bước lên bầu trời, thân ảnh như cầu vồng trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa. Đứng ở nơi đó, Vô Lâm cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lần đầu tiên hắn nhìn pho tượng cao vút của chính mình ở trên Chu Thức Tinh. Pho tượng kia cầm trong tay khai thiên phổ, phẫn nộ với cả trời cao. Có một khí thế không thể nói lên lời lần đầu tiên được Vô Lâm cảm nhận rõ ràng từ trên pho tượng kia. Khí thế này là một khí thế luôn hướng về phía trước, quyết không quay đầu. Bất cứ một sức mạnh nào ngăn cản ở phía trước đều bị lưỡi búa kia phá tan. Không người nào, không có bất cứ một thứ gì có thể ngăn cản khí thế kinh thiên kia tiến tới. Khí thế này mới chính là phong tôn, mới là uy lực của phong tôn. Sau khi tự hỏi, hiểu được trách nhiệm của mình, có được quyết tâm của mình, trời ở phía trước cũng phải sụp đổ, đất ở phía trước cũng sẽ như vậy. Tất cả kẻ địch ở phía trước đều phải tan nát. Trên người pho tượng này, lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy được sự uy áp, lần đầu tiên hắn thấy được một sự quyết tâm mà hắn rất là quen thuộc, đã từng cảm nhận được ở trên người của Tán Linh Thượng Nhân. Bước một bước về phía trước, trong phút chốc, trong khi quần áo trắng hắn tung bay, Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu pho tượng kia. Hắn đứng ở đó đón cuồng phong, đón đánh hoàng hôn hồng trần, nhìn thiên địa. Chư vị đạo hữu trên Chu Thức Tinh, có muốn theo Vương Mỗ cùng đi tới La Thiên cùng với giới ngoại đánh một trận hay không? Theo lời nói của Vương Lâm vang lên, một sóng âm phát ra tiếng ngầm ầm như là sấm vang vọng khắp Chu Thức Tinh. Và trong khoảnh khắc này thì những tu sĩ đang khoanh chân ngồi trên Chu Thức Tinh chờ đợi Vương Lâm xuống núi, bỗng nhiên từ trong nhập định mở hai mắt, từ trong những ánh sáng người đều lộ ra một sự quyết tâm cao độ. Chúng ta xin được theo phong tôn. Những tiếng hô từ khắp mọi nơi trên mặt đất đồng thời truyền ra, hình thành nên một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Theo những âm thanh kia lần lượt dung nhập vào nhau, chỉ thấy trên mặt đất từng đạo cầu vồng nổi lên. Trong tiếng gào thét kinh người, vô số đạo cầu vồng này bay lên không trung, lao thẳng tới pho tượng chỗ của Vương Lâm. Bên trong những đạo cầu vồng kia có những tu sĩ mang theo sát khí. Bọn họ đã nhẫn nhịn nhiều năm, bọn họ đã mất đi vô số đồng môn hảo hữu. Những người còn sống sót đã không quan tâm đến tính mạng của mình nữa. Bọn họ chỉ cần một lời kêu gọi là có thể bất chấp hết thảy để chém giết,
cho dù cho phải trả giá bằng tính mạng của mình. Đất nước lâm nguy nhất định sẽ sinh dũng sĩ. Lời này từ xa xưa truyền lại, ở giới đội này cũng là như vậy. Dũng sĩ. Đất nước lâm nguy nhất định sẽ xuất hiện anh hùng. Lời này từ xa xưa truyền lại, ở giới đội này cũng là như vậy. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 404 tại đây. Câu chuyện thì tiếp tục sẽ diễn biến như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập 405 ở ngày tiếp theo. Thì nhân đây thì mình cũng có thông báo luôn là cái bộ Tiên Ma Biến thì như mình đã thông báo từ trước đó rồi. Là hiện tại thì bây giờ là trước mắt là mình cứ phải chờ cho kênh mình được duyệt ấy đã, kiếm tiền đã. Thì mình sẽ tính đến cái việc là sẽ up bộ truyện Tiên Ma Biến ở đâu đó để cho mọi người có thể nghe được. Nếu như là bạn nào thực sự là mong muốn có thể muốn nghe trước thì hãy bm link Facebook của mình là Nguyễn Phi Tùng. Còn các bạn cái bm fanpage thì thật ra thì cũng lâu lắm rồi mình cũng không vào fanpage nên là mình cũng không biết được là các bạn hỏi gì ở trong đó, nên là có một số câu hỏi quan trọng thì các bạn nên vào trực tiếp Facebook của mình để có thể hỏi, hoặc là yêu cầu gì thì mình sẽ gửi link nhất cho. Thế thôi. Còn ví dụ như là một số bạn nào có hỏi mình là donate các thứ thì như mình vẫn ấy gắn ở trên chỗ hình bìa của chuyện đó. Thì bạn nào mà ví dụ như là muốn có lòng muốn donate cho mình thì có thể là donate theo cái địa chỉ đó. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn một buổi tối thật là vui vẻ và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày tiếp theo.